Kính thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để huy động mọi nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo và toàn thể nhân dân trong tỉnh chung tay cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chức sắc, các tôn giáo và toàn thể nhân dân tỉnh Sóc Trăng thân mến. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã cố gắng nỗ lực hết sức mình, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng, đặc biệt trong những ngày qua, tại tỉnh Sóc Trăng, chúng ta đã ghi nhận một số ca nhiễm trong cộng đồng mà nguồn lây chủ yếu xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn của tỉnh. Trong điều kiện nguồn vaccine phòng ngừa COVID-19 có hạn, chưa đáp ứng nhu cầu tiêm chủng rộng rãi cho nhân dân, do đó, trong lúc này không có loại vaccine nào tốt nhất, hữu hiệu nhất, đó là sự đoàn kết, đồng lòng và ý thức trách nhiệm của từng người tham gia phòng chống dịch để bảo đảm kiểm soát tốt và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ngày càng nhiều hơn trên địa bàn của tỉnh. Tôi tha thiết kêu gọi người dân Sóc Trăng đang sinh sống trong và ngoài tỉnh cùng chung tay với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình hãy tự giác nêu cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong phòng chống và phòng ngừa đại dịch lây lan. Người dân trong tỉnh hạn chế đi ra khỏi tỉnh. Người dân ngoài tỉnh hạn chế về địa phương trong thời gian này khi không thật sự cần thiết. Nếu trở về địa phương từ vùng có dịch, phải thực hiện nghiêm khai báo y tế và chấp hành nghiêm thời gian cách ly. Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch, mỗi khóm ấp, mỗi xã phường, thị trấn là một pháo đài chống dịch. Đề nghị mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch để có biện pháp xử lý kịp thời. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, chịu người như một, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn nhất và ý thức chấp hành các quy định của người dân, chúng ta sẽ ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Sóc Trăng nói không với tử vong do COVID-19 để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xin trân trọng kính chào.